Xin chào tất cả các anh em nha. Video này em giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình này góp từ nhận tóc cần Ray Network nha tất cả các bạn. Thì để tham gia giám này các bạn click phần link mô tả của mình, các bạn nào muốn vào đây follow và nghị quyết để tìm cập nhật thông tin từ gián nhận thông báo GIAN các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một biểu mẫu KYC rất bắt đầu nha các bạn nhấp vào đây nha tất cả các bạn. Các bạn nhấp vào 2-3 lần thì nó sẽ ra một cái link form cho tất cả các bạn điền thông tin nha các bạn. Các bạn chờ mình một chút xíu nha các bạn. Rồi biểu mẫu thì fit name, last name thì các bạn ghi họ và tên của mình nha các bạn. Tên là họ nè các bạn. Fit name là tên, last name là họ. Các bạn ghi danh. Rồi tiếp tục thì giới tính thì các bạn nam thì các bạn chọn Mali. Phi nữ thì chọn phi Mali nha các bạn. Còn đây thì tiếp tục thì D birthday này thì ngày tháng năm sinh của tất cả các bạn nha các bạn. Thì các bạn sinh năm mấy thì các bạn điền vào các bạn. Năm 1991. Khoan các bạn chờ chút xíu nha. Quá lâu mà. Bạn chờ xíu nha các bạn. Rồi mình xin vào ngày 22 tháng 6 thì các bạn cho ngày 22 tháng 6 các bạn. Rồi tiếp tục thì Napoli thì cái này thì quốc gia các bạn. Các bạn chọn vào quốc gia Việt Nam giúp mình các bạn lướt xuống các bạn. Trời ơi. Các bạn gõ chữ Việt Nam đứng. Việt Nam mỹ dạng dưới đây nè. Chương trình góp này còn 17 ngày nữa kết thúc nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền đi. Chỉ email. Family này chưa chọn nữa ta. Tiếp tục thì ETH Wallet thì các bạn dùng địa chỉ ETH trên địa chỉ di chúc Wallet, Mister Wallet mình chạy trên nền tảng ERC20 nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ di chúc Wallet của mình ra nha các bạn. Các bạn nào biết thì tự động click cho mình link mô tả mình tự làm nha các bạn. Không cần xem cái video này làm gì mà. Các bạn nhớ like và mô mình cập nhật đăng ký mình kênh YouTube của mình để ủng hộ mình nha các bạn. Rồi bạn bấm dài ETH nè. Rồi bạn sao chép nè các bạn. Rồi các bạn mở ra còn bắt từ đây nha các bạn. Rồi cái phone number thì con dùng quốc gia Việt Nam nha tất cả các bạn. Việt Nam mình lúc nào cũng dưới đây cùng chứ bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điện số điện thoại của bạn chính xác vào nha tất cả các bạn. 0329931577 nha các bạn. 0329931577. Chữ City này là gì ta? Các bạn chờ chút xíu các bạn. Cái này là set address là các bạn ở đâu thì các bạn ghi vào mình nạp tên lợi Trà Vĩnh Thịnh Trung Châu Phú An Giang. Rồi city này là một cái thành phố, các bạn sống ở thành phố nào thì bạn ghi vào các bạn. Mình ghi chỗ đó đi. Còn stay Blue Fan này thì tiểu bang nha tất cả các bạn.
bang tỉnh chứ. Bạn sống ở tỉnh nào thì các bạn ghi vào. Ghi chỗ đất đi. Tiểu bang là ở ngoài nước ngoài nữa, có tiểu bang các bạn, mình ở trong đây làm gì có tiểu bang. Rồi, các bạn bắt code này thì các bạn lên Google, bạn ghi vào 63 tỉnh thành thì các bạn chọn mã bưu điện của tất cả các bạn nha bạn. Mình là 80.000 nè các bạn. Dương số 0 2 đúng rồi. Sao còn còn con chi này thì nó là quốc gia các bạn. Các bạn chọn cho mình quốc gia Việt Nam. Rồi upload profile edition thì các bạn up lên cho mình, tải cho mình, để cho mình nhân dân trước của mình nha các bạn. Sau khi các bạn nhấp vào tải lên giấy chứng bức ảnh giấy nhân dân trước của bạn thì bạn nhấp vào, tôi không phải là người máy nè. Rồi các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút submit nha tất cả các bạn. Ok, nó nói thank you là cảm ơn bạn đã gặp biên mẫu này về video. Chương trình này góp mình hướng dẫn các bạn tham gia nhà này góp đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.